xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn tất tần tật về cái cách mà các bạn có thể nuôi được hamster luôn nha. Thì nói chung là trên kênh của mình thì mình thấy có khá là nhiều bạn chưa biết cách nuôi hamster như thế nào. Đó, cũng như là có một vài bạn dự định nuôi hamster á, thì mình sẽ làm tóm gọn cho một cái video này luôn, khoảng 12 phút thôi, để cho các bạn dễ xem, nhanh gọn lẹ nha. Để nuôi được con bé hamster á, thì đầu tiên các bạn cần lưu ý cho mình là xác định dòng hamster và tên của hamster các bạn. Đó, thì cái này mình cũng có làm một vài cái video cho các bạn xem rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ tóm gọn cho cái video này để dành cho những bạn mà chuẩn bị nuôi hamster hoặc là đang dự kiến nuôi hamster, thì các bạn có thể dễ dàng xem và thực hiện theo nha. Ok, thì một tí nữa mình sẽ lên Google và tìm một vài cái ảnh mà mình sẽ gắn ở trên cái video này để cho các bạn dễ hình dung nha. Thì đầu tiên đó, các bạn cần xác định dòng hamster. Dòng hamster thì hiện tại là nó có tổng cộng là 3 dòng các bạn. Dòng thứ nhất là Winter Wild, dòng thứ hai là Campbell nè, dòng thứ ba là Robo, và dòng cuối cùng, dòng thứ tư là hamster beer. Đó, thì khi mà các bạn mua thì mình sẽ khuyến khích các bạn mua dòng Winter Wild và dòng Robo và dòng beer nha. Vì sao? Vì ba cái dòng đó thì là dòng hamster hiền. Đó, thì các bạn nuôi về, các bạn không mua về, các bạn không cần thần gì hết, và các bạn chỉ cần để vào lòng và nuôi thôi, và các bạn có thể bắt nó lên và vuốt ve các kiểu luôn, và nó sẽ không cắn các bạn. Còn đối với cái dòng Campbell á, thì cái ưu điểm của nó là giá nó sẽ rẻ, đấy, rất là rẻ luôn. Nhưng mà các bạn mua về thì các bạn phải thần, nhưng mà cái phần trăm mà thần mà nó hiền, nó chịu nghe lời các bạn á, thì rất là khó luôn các bạn, để hầu như là rất là khó luôn. Cho nên nó là mình khuyến khích các bạn mua ba dòng loại hamster hiền nha. Đó, thì cái đó thì các bạn hãy hỏi kỹ cái người mà bán hamster cho các bạn á, người ta sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn. Ok, rồi tiếp theo nữa là các bạn phải xác định đó là một cái con chuột hamster, đúng là một con chuột hamster thì các bạn hãy mua nha. Vì sao? Vì mình thấy có nhiều bạn chưa biết gì về cái con chuột hamster nó ra như thế nào á. Các bạn mua lộn chuột chuột tàu hoặc là chuột rắc, hoặc là những con chuột hoặc là con bọ của chẳng hạn đó, thì các bạn hỏi mình đây có phải là chuột hamster hay không, thì cái đó là các bạn đã mua nhầm rồi. Thì hamster là một chuột loài chuột cảnh nhỏ nha các bạn, và cái đặc trưng mà các bạn có thể dễ biết nó nhất á là cái phần đuôi của nó. Vì sao? Vì cái phần đuôi của chuột hamster á thì nó sẽ rất là ngắn nha các bạn, đấy, nó ngắn khoảng 1 cm thôi, và nó được cái phần lông của phần mông của nó che phủ, cho nên là các bạn hầu như là không, nó không có đuôi luôn đó. Còn những cái loài chuột như mà rắc đồ chẳng hạn thì nó sẽ có một cái đuôi dài, hoặc là chuột vuông mập rồi đó thì nó sẽ có một cái đuôi khá là dài đấy. Và các bạn thường nhầm lẫn nhất á, là với con chuột hamster đó, với cái con bọ lan đó các bạn, tại vì hai cái loại chuột đó thì nó sẽ không có đuôi đó, hầu như là nó sẽ không có cái đuôi luôn đấy. Thì các bạn cần lưu ý đó giùm mình, và để cho các bạn không bị mua nhầm nha, tại vì mình thấy có nhiều bạn mua nhầm chuột hamster với những con chuột khác á. Ok, và khi mà các bạn mua hamster thì mình khuyến khích các bạn là lựa những cái shop nào hoặc là nơi người bán nào uy tín đó, thì chuột hamster của các bạn nó sẽ khỏe mạnh đấy, và người ta sẽ không có lừa bạn mua những cái con chuột khác ha. Ok, các bạn hãy lựa những cái shop nào uy tín rồi các bạn hãy lại mua nha. Ok, còn về cái phần giá tiền của hamster á, thì đó, những cái loại dòng nhỏ nhỏ như là Winter Wild, Campbell và Robo á, thì nó dao động từ 30.000 đến 90.000 một con đó. Còn bia thì nó cũng dao động khoảng 50 hoặc là 60.000 một bé thôi nha các bạn. Còn các bạn nào mà muốn mua hamster với giá rẻ an toàn thì các bạn có thể xem video hôm trước mình có làm về cách mua hamster giá rẻ đó, thì các bạn có thể xem video đó và mua hamster với giá rẻ nha. Ok, và sau khi mà các bạn xác định mua hamster xong thì các bạn hãy đầu tư luôn giùm mình là nguyên một combo để nuôi hamster, như là lồng nè, mùng cưa và thức ăn, thác tắm. Đây là những cái vật dụng mà các bạn cần thiết nhất khi mà các bạn nuôi hamster nha. Thì đối với những bạn nào mà đã từng nuôi chó và nuôi mèo á, thì các bạn cũng phải đầu tư lồng hoặc là dây nè, và thức ăn nè, rồi sữa tắm đồ các kiểu luôn đó. Thì hamster các bạn cũng phải đầu tư như vậy thôi, nhưng mà cái giá tiền của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn nuôi chó mèo hoặc là những cái loại thú cưng khác, tại vì chuột hamster là dòng chuột nhỏ mà, thú cưng nhỏ mà, cho nên là cái chi phí mà các bạn đầu tư cho nó thì cũng khá là ít thôi đó. Ok, thì đầu tiên đấy, cái quan trọng nhất là cái lồng. Lồng á, thì mình ở đây mình có một cái lồng sắt như vậy, mình ví dụ cho các bạn xem thôi, và các bạn có thể sử dụng những cái lồng mica, hoặc là cái hồ ở nhà bạn có một cái hồ kính, hồ cá đồ đó mà nó dư ra, các bạn cũng có thể làm một chiếc lồng luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình là phải đậy đồ thật là kỹ nha, để thôi là chuột cống nó vào và nó xơi cái con hamster của các bạn thì tới lúc đó thì rất là tiếc luôn đó. Ok, thì các bạn hãy chuẩn bị một chiếc lồng hoặc là một chiếc chuồng thật là an toàn và kỹ. Thì mình đã có làm nhiều cái video về cái vấn đề này rồi, để cho nên là các bạn hãy chuẩn bị một chiếc lồng và chiếc chuồng thật là an toàn nha. Tại vì lồng và chuồng á là như là một cái ngôi nhà, một cái áo giáp mà để bảo vệ cái con chuột hamster của các bạn, cho nên là các bạn hãy đầu tư cái lồng hoặc cái chuồng thật là an toàn đó, thì hamster của bạn nó sẽ tuổi thọ nó sẽ rất là cao luôn đấy. Thì đối với những chiếc lồng như thế này á, thì bên trong thì nó đã có well rồi, chén ăn bình nước luôn rồi đó. Còn những bạn nào mà nuôi hồ kính đâu đó thì các bạn hãy mà nếu như mà chưa có well hoặc là bình nước chén ăn á, thì các bạn có thể mua thêm và gắn vào cho nó chơi. Thì đối với nuôi hamster á, thì các bạn
không cần cái đồ chơi gì nhiều đâu, các bạn chỉ cần cho nó một cái chiếc queo thôi để cho nó chạy tập thể dục thôi là ok rồi. Còn những bạn nào mà có chi phí nhiều nữa thì các bạn có thể mua thêm nhà nè, đồ chơi đồ các kiểu rất là nhiều luôn đó các bạn để vào nữa. Và các bạn lưu ý là nếu như mà cái lồng của bạn nhỏ quá thì các bạn chỉ để nên để một chiếc queo cho nó chơi thôi. Còn những bạn nào mà nuôi hồ kính hoặc là hồ mica rồi đó thì các bạn có thể mua thêm đồ chơi và để vào cho nó chơi đấy, đối với cái điều kiện là hồ của các bạn nó phải rộng nha đấy. Ok, thì qua cái phần lồng rồi, bây giờ đến phần thức ăn nha. Thức ăn thì mấy hôm trước có một vài bạn hỏi mình về cái video mà mình chỉ các bạn tự chọn thức ăn ở nhà á, thì mình nói luôn ở trong cái video này luôn thì đối với cái đó là chỉ áp dụng được cho những bạn nào nuôi hamster với số lượng lớn, ví dụ như là các bạn nuôi từ khoảng 10 con trở lên đó thì các bạn hãy tự chọn thức ăn ở nhà để mua chọn thức ăn ở nhà cho nó ăn đấy. Thì cái video đó mình nói mình hướng dẫn các bạn cách chọn thức ăn cho hamster ở nhà thì nói chung là những cái thành phần đó thì nó không có đủ chất dinh dưỡng đâu, và các bạn hãy mua thêm thức ăn dặm ví dụ như là sâu yến mạch gì đó để vào cho nó ăn thêm thì nó mới đủ chất dinh dưỡng nha. Còn những bạn mà mới nuôi để mới tập nuôi hoặc là mới bắt đầu nuôi thì các bạn đừng có tiếc hoặc là đừng có tiếc tiền gì hết đó, các bạn hãy mua cho mình một bịch thức ăn ngũ cốc đó. Đây là một bịch thức ăn ngũ cốc hiện tại bên mình đang bán nha đó. Và nếu như mà chỗ bạn không có gần nhà mình đó thì các bạn có thể mua ở những cái shop khác đấy, chủ yếu là thức ăn ngũ cốc như thế này đó. Một bịch thức ăn như thế thì giá thì bên mình bán chỉ có 28.000 thôi và nửa ký. Và nếu như mà các bạn nuôi hamster một cặp thôi nha, một cặp là hai bé, thì các bạn có thể cho ăn được khoảng hơn 1.5 tháng đấy, hơn 1.5 tháng mà tiền thức ăn các bạn chỉ tốn có 28.000 thôi thì nói chung là nó rất là rẻ luôn đó. Ok, thì trong cái bịch thức ăn này thì nói chung là nó có tất tần tật về các chất dinh dưỡng luôn, đảm bảo cho hamster của bạn nó sẽ được ú luôn, được khỏe mạnh luôn nha đấy. Và các bạn nếu như mà các bạn muốn hamster của bạn ú nữa thì các bạn có thể mua thêm thức ăn dặm cho nó ăn thêm, còn không thì các bạn cứ cho nó ăn cái loại thức ăn này mỗi ngày là nó sẽ sống ok nha, và tuổi thọ nó sẽ rất là cao luôn nha đấy. Thì trong bịch thức ăn này thì các bạn thấy rồi đó, nó rất là nhiều hạt luôn, và hamster thì nó sẽ được cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho cái bịch thức ăn này đấy. Rồi, và tiếp theo nữa là một cái vật dụng mà không thể nào thiếu nha đó. Thì các bạn hỏi mình về cái mùng cưa mà ở ngoài cái chạy cây hoặc là cái chạy gỗ bào đồ gỗ bào rồi đó, thì mình khuyên các bạn là không nên lấy những cái mùng cưa đó về xài. Vì sao? Vì cái mùng cưa đó về xài thì nó sẽ khá là dơ đó. Còn nếu như mà các bạn quen với những cái người mà người ta làm gỗ rồi đó, mà người ta đảm bảo là cái mùng cưa đó sạch đó, thì các bạn có thể lấy về xài. Còn không thì các bạn hãy ra shop và mua một cây mùng cưa như thế này để về lót cho nó. Một cây như thế thì giá khoảng 27-28 ngàn thôi. Hiện tại bên mình bán một cây như thế là 25 ngàn nha các bạn đó. Thì một cây như thế là 1 ký thì các bạn có thể xài được, nói chung là rất là lâu, một tuần thì các bạn chỉ thay cho nó 2-3 lần là ok rồi đấy. Còn một cây 1 ký như thế thì các bạn xài khoảng chắc khoảng là 2 tháng đó, ok đấy. Thì mùng cưa, với mùng cưa này cái nhiệm vụ của nó là gì? Cái nhiệm vụ của nó là khi mà hamster mà nó đi tiểu á hoặc là đi vệ sinh á thì nó sẽ thấm vào cái lớp mùng cưa này đấy, và khiến cho hamster của bạn nó sẽ không có bị dơ lông nè, cũng như là những cái bệnh khác đó. Thì mình khuyến khích các bạn lót mùng cưa nha, để cho nó hút ẩm thật là tốt. Còn những loại lót chuồng khác như là cát sang của nó thì nó cũng xài khá là ok, nhưng mà cái đó mà khi mà hamster mà nó tiểu vào những cái hạt cát sang đó các bạn thì nó sẽ khó vệ sinh hơn là cái mùng cưa. Còn riêng mình thì mình rất là thích xài mùng cưa luôn đó. Ở nhà mình có nuôi mấy con chuột thì mình toàn xài mùng cưa cho nó thôi đấy. Thứ nhất là giá nó rẻ các bạn đó, và thứ hai là nó hút ẩm rất là tốt đấy, và cũng đồng thời là làm cho hamster nó làm tổ, nó ngủ giữ ấm đồ rất là ok luôn. Còn những ngày nào mà nóng như là những mùa hè như thế này thì các bạn lót một lớp mỏng thôi là ok đấy. Còn ngày lạnh thì các bạn lót dày một tí nha đấy. Rồi xong cái phần lót chuồng đó, bạn cần lưu ý là có lồng nha, thức ăn, lót chuồng là 3 cái rồi. Còn cái cuối cùng là cách tắm đấy. Về cái cách tắm này thì các bạn có thể mua cát ở ngoài shop để về tắm cho nó cũng được, hoặc là các bạn có thể để vào một cái chén hoặc là cái nhà tắm cho nó để nó tự tắm cũng ok, hoặc là có thể các bạn có thể tắm bằng phấn nha đấy. Còn cái việc mà tắm bằng nước á, thì hôm trước mình có làm một cái video thì mình khuyến khích các bạn tắm cho hamster bia thôi. Còn những dòng hamster nhỏ thì sức khỏe nó khá là yếu các bạn, cho nên là các bạn không nên tắm cho hamster dòng hamster nhỏ nha. Còn hamster bia mà các bạn muốn tắm nước á, thì khoảng 1-2 tháng các bạn tắm cho nó một lần thôi, và lựa cái ngày nào ấm áp các bạn tắm cho nó nha. Còn những cái dòng chuột nhỏ thì các bạn tắm cát thôi đấy, tắm cát hoặc là tắm bằng phấn Barbie nó cũng rất là sạch nha các bạn đấy. Ok, rồi xong. Rồi thì đây là những cái vật dụng mà các bạn cần thiết nhất đó, đối với những bạn nào mới bắt đầu nuôi hamster cũng như là chuẩn bị nuôi hamster nha. Thì nguyên cái combo này luôn á thì nó dao động cỡ khoảng đâu là 200 hoặc là 250 gì đó thôi à các bạn. Đó, khoảng 250, 270 ngàn thôi. Đấy thì nói chung á là đầu tư về cái vật dụng á thì nó khá là rẻ thôi. Còn hamster á thì mình sẽ chưa tính trong cái video này nha. Hamster thì tùy chỗ bán nữa cho nên là mình không tính trong cái video này.
Ok, và sau khi mà các bạn mua hamster cũng như là vật dụng đầy đủ hết rồi, và các bạn về thì cái nhiệm vụ cuối cùng là các bạn phải cái cách nuôi nó sẽ như thế nào, đúng không? Đấy, thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì đối với cái bịch thức ăn này á, thì một ngày các bạn chỉ múc cho nó một ít thôi. Đây là mình sẽ ví dụ khoảng một cặp thôi nha. Và những bạn nào mà nuôi nhiều á, thì các bạn có thể nhân lên. Thì các bạn có thể múc trong một cái chén nhỏ thôi các bạn. Đấy, một cái chén nhỏ khoảng như đây thôi. Và để cho nó ăn khoảng một ngày. Rồi tối các bạn đi học hoặc là đi làm gì về đó, thì các bạn thay thức ăn mới cho nó. Ok, đấy là cái phần về cái phần thức ăn. Thì đối với nuôi hamster á, thì thức ăn thì các bạn để vào cho nó thì nó tự động nó ăn thôi. Đấy, thì nói chung là để một cái chén thức ăn như thế này thì các bạn cho nó ăn một ngày thì nó ăn cũng không có hết đâu các bạn. Đấy. Rồi. Và tiếp theo là cắt tấm nha. Đấy. Ok, và đối với cái phần cắt tấm á, thì mình khuyến khích các bạn á, là một tuần thì các bạn cho nó tắm khoảng 3 lần. Đấy, các bạn có thể để cát vào cái nhà tắm cho nó tự tắm, là các bạn có thể tắm cho nó cũng được. Đấy, các bạn đẩy cát lên mình của nó để mà tắm cho nó cũng được. Thì một tuần các bạn tắm cho nó khoảng 3-4 lần là ok nha. Đấy. Rồi, và cuối cùng là mùng cưa. Đấy, mùng cưa thì các bạn lót trong cái chuồng như ví dụ như chuồng như thế này. Đấy, thì các bạn cứ lót nó xuyên suốt luôn. Đấy, và khi nào mà dơ á thì các bạn thay, và một tuần thì các bạn hãy chia ra khoảng 2-3 ngày để các bạn thay mùng cưa cho nó, để đảm bảo cho cái chuồng hamster của bạn nó thật là sạch sẽ nha, và tránh những cái hiện tượng như là bệnh rụng lông đồ chẳng hạn. Đấy, thì các bạn hãy thay mùng cưa thường xuyên một tí để cho nó sạch sẽ cái chuồng, đồng thời là bảo vệ được sức khỏe của hamster của các bạn. Và cuối cùng là cái chi phí mà các bạn phải chi ra trong vòng 1 tháng mà khi mà các bạn nuôi một cặp hamster nha. Ở đây mình sẽ ví dụ một cặp thôi, và những bạn nào mà nuôi nhiều nữa thì các bạn có thể nhân cái số tiền nó lên nha. Thì đối với lòng thì mình không tính rồi, tại vì lòng là những bạn nào mà mới nuôi thì các bạn phải bắt buộc phải mua rồi. Đấy, còn về cái vấn đề mà vật dụng mà các bạn phải chi ra hàng tháng thì nó sẽ tốn bao nhiêu tiền, bây giờ mình sẽ tính sơ sơ cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái giá tất cả vật dụng mà hiện tại bên mình đang bán luôn nha. Thì cái mùng cưa này, thì một cây mùng cưa như thế là 25 nè, cái này là các tấm là 15, và tổng cộng hai cái này là được 40 ngàn. Đấy, 40 ngàn rồi. Và cái thức ăn này là 28 ngàn một bịch, là 68 ngàn, tổng cộng 3 món này. Đấy, 68 ngàn mà các bạn mua như thế, các bạn cho nó ăn khoảng sử dụng khoảng 1.5 tháng đến 2 tháng, thì tính ra là 1 tháng các bạn chỉ tốn khoảng đâu đó là 30 ngàn thôi. Đấy, khoảng 30-30 mấy ngàn thôi. Đấy, thì nói chung là rất là rẻ luôn. Và những bạn nào mà đang còn đi học mà chưa có làm ra tiền được á, thì các bạn vẫn có thể nuôi được hamster. Các bạn không nuôi được 2 bé thì các bạn có thể nuôi được 1 bé thôi. 1 bé thì chi phí nó sẽ rất là rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, thì 1 tháng mà các bạn chi ra khoảng 30 mấy ngàn để mà nuôi một con thú cưng, để mà các bạn có thể xả chết vào những ngày mà các bạn đi làm hoặc là đi học về, thì nói chung là rất là đáng luôn. Đấy, ok. Thì các bạn nào đang có dự định nuôi hamster hoặc là đang chuẩn bị nuôi hamster, và qua cái video này của mình thì mình rất mong là sẽ góp một phần nào đó cho các bạn trong quá trình mà các bạn nuôi hamster nha. Ok, và rất mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. À, và nếu như mà các bạn có thêm thắc mắc gì về cách nuôi nữa thì các bạn có thể inbox vào cái trang fanpage hoặc là Facebook của mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Rồi, ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.